Các bác nhá, em cũng đang chuẩn bị về đây thì hiện tại anh em cũng vừa rửa xong hai cái máy phát điện. Hai cái máy phát điện này thì nó về mới nhá. Chiều nay em mới xuống. Thì ở đây là hai con máy 15 kVA, hai cái 15 kVA mà dạng thùng đen rô, thùng vuông nhá. Cái thùng này là máy phát điện này là nó giống cái dạng thùng như này là rất là êm. Thùng này thì anh em thấy là nó to hơn những cái thùng bình thường. Cái con này là có cái gì đặc biệt thì ở đây anh em có thể thấy nè. Đây có hai con máy. Này thì nó phát ra điện một pha zin. Phát ra điện một pha zin, em bật cái đèn flash cho anh em xem. Đây là máy Janma, động cơ 3T, 3T bao nhiêu đây em cũng chưa rõ nữa, trong 3T 72 hay 68 rồi đấy. Thì hai con này thì em chưa thay nhớt, chưa thay lọc, có thể là ngày mai, ngày mốt gì đấy có thời gian để mà thay. Các bác thấy là nó hơi dơ một chút ạ, lọc thì rất là mới, những cái lọc đầu tiên thì nó có cái gì cặn cặn ở đây, cái này cần phải xúc lại bồn dầu hoặc cái gì đấy, hơi dơ một tí. Thì bình nước phụ ở đây, cái nước thì như này, cánh quạt thì rất là trắng, đúng không? Cánh quạt thì rất là ok. Bồn dầu ở trên này, em thường thấy là những cái dòng máy mà em làm ở đây thì nó hơi dòng đen rô nó hơi bầu, nhưng hai cái loại này là thùng vuông, hai loại thùng vuông. Thùng này thì rất là ok, tại vì nó cái hình thức của nó đẹp nhá, cái hình thức nó đẹp. Hai máy là Janma, động cơ Janma, đen rô. Điện một pha đây anh em nhìn thấy là nó sẽ ra điện một pha là 100V nhá, 110V, 110V thì toàn bộ cái mặt táp lô như này. Ở đây thì em sẽ có hai cái. Và hai cái, một con này thì chạy được cả 965 giờ nhá. 965 giờ. Đấy chưa. Đấy. Đồng hồ hiển thị thì nó có ba cái đồng hồ như này, một cái CB như này. Đấy, một cái CB ở đây. Này nó phát ra điện ba. Ở đây là một cái ổ cắm nhá, một cái ổ cắm mà nó có cái thiết kế như này. Đấy, cái máy này thì đời nó cũng hơi cao rồi. Nó có đường kết nối ATS ở đây. Đấy, đường kết nối ATS ở chỗ này. Người ta có thể ghim vào, tuy nhiên cái rắc này mình không có nhá. Cái rắc này thì nó chỉ bên kia nó có thôi. Điện thì nó ra chỗ này, và đây là cái nút chỉnh tần nhá. Cái nút chỉnh này rất là nhẹ luôn, em rất thích cái nút này, chỉnh cực kỳ nhẹ luôn nhá. Đây, chỉnh nhẹ xíu luôn. Ok, thì hai con cặp, một cặp này ấy, thì lâu lâu thì em có hàng nó về đều như này, và cùng một cái mẫu như này. Ở đây thì con máy bên này thì cái phần con heo này nhá, con heo trên con heo này là cái sơn nó hơi chóc hơn một tí. Đấy, lâu lâu nó gió thì nó cũng chưa thay luôn, con này thì phải thay thôi, con này mới rửa xong nên em chưa kịp làm nhá. Ở đặc điểm ở đây ấy, thì cái động cơ này mình chỉ thấy nó có đường làm mát nhớt thôi nhá. Nó làm mát nhớt luôn, các bác thấy là nó sẽ có một cái đường ống nước này, đường nước có đi vào trong cái lọc nhớt này, trong này là cái bầu nước ở trong này. Đấy thì nó sẽ giải nhiệt nhớt ở trong này luôn. Con này thì nó cao cấp hơn một tí. Đấy, ở đây thì cũng khá là đẹp, két kia thì nó cũng sạch nhá, cái két thì mình chưa có rửa tới đâu, tuy nhiên là cái két thì nó cũng rất là sạch thôi. Nghĩa là như ở đây, ở đây là cái đường ống gió, cái đường lấy gió vào, cái đường lấy gió vào nó như thế này. Cái cổ phát này là cổ phát, nó sẽ cổ phát Janma mà nó dùng cái dạng đuôi kích nhá, dạng đuôi kích không kiểu than đấy, thì chúng ta xài cũng rất là ok nhá. Thì ở những cái video tới thì em sẽ thử tải và test, sau khi thay dầu nhớt các kiểu thì thay lọc, lọc này thì sạch hơn lọc bên kia. Thì sau thì em sẽ làm cái video để hướng dẫn chia sẻ với các bác. Đấy, con máy bên này thì giờ nó chạy ít hơn, con này thì nó chạy hơn 200 giờ, 265, con kia thì nó chạy được trên 900 giờ. Đấy, thiết kế thì y chang nhau, không có gì khác nhau lắm, hai mẫu. Để cái con máy bên này thì nó sáng sạch sẽ hơn, đẹp hơn, nào cũng không chênh lệch nhau nhiều lắm ạ, gần như là 1:9:10 về hai một cái cặp này. Bồn dầu này thì nó rơi vào tầm khoảng 40 lít rồi đấy ạ, bồn dầu 40 lít thôi. Nó rất là ok, anh chắc chắn mới rửa xong nên em sẽ để cho nó khô ráo, và ngày mai thì mình sẽ tiến hành là ngày mai ngày mốt có thời gian là em sẽ test thử nhé, test thử cho các bác. Cái phần bô thì nằm ở phía dưới kia đấy, cái bô nằm ở phía dưới kia. Ok, và bây giờ thì em sẽ đổ ở đây. Đây là hai máy dạng thùng đen rô mà nó là cái động cơ Janma nhá, động cơ Janma. Thì bác nào quan tâm đến hai cái máy này thì có lấy hai nhá, máy là máy một pha nhá, một pha. Ok, và bây giờ em kết thúc video, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.